Anh, em sợ quá à. Lỡ Văn Ngọc á, bà biết chuyện của em với anh rồi đuổi giết em sao? Làm sao bà biết được? Nhưng mà có anh ở đây, bà dám đụng tới em à? Em là tình yêu duy nhất của anh mà. Thì anh cũng biết đó. Em tới đây á, chỉ muốn bên cạnh anh, mà phải giả vờ làm ô xin. Rồi em không biết sao, em là mọi thứ với anh á. Cho nên á, anh phải biết điều với em đi chứ. Anh biết rồi. Em không thấy hả? Anh nhờ vét hết tiền cổ của bà, anh đưa hết cho em. Em cũng chưa hài lòng sao? Em biết rồi, anh làm như em là con ngốc vậy đó. À nhưng mà nè, nghe anh nói nè, cái chuyện này em còn được nói cho thằng Sơn biết hay không? Nó mà biết á, nó sẽ không chia cho mình đồng bạc đâu đâu. Em biết rồi. À thôi em xuống đi. Lỡ Băng Ngọc qua tới bất tử, thấy tụi mình là phiền lắm, hiểu không? Ừ? Dạ. Con chào bà. Con qua trong phòng không? Dạ ông đang trong phòng. Dạ con xin phép đi giặt đồ. Ủa em? Em ngồi xuống đi, em mới tới hả? Tại sao anh vẫn chưa chịu đổ con nhỏ giúp việc đi? Hôm trước đã hứa với em rồi mà. Em à, thì anh cũng định cho nó nghỉ rồi. Nhưng mà nó nghỉ rồi thì biết tìm ai đi, chưa có người mới. Mình à, vậy là em không tin anh sao? Không phải là em không tin anh, nhưng mà thật ra em không thích cô bé này. Em biết không, tại vì cô ấy làm được quá nhiều việc, cho nên anh mới giữ lại tới bây giờ. Em à, chẳng lẽ em không tin anh sao? Tình cảm của anh dành cho em bao nhiêu năm nay rồi, em không tin anh à? Em tin anh chứ. Nhưng mà... Nhưng sao hả? Nè, nếu như mà em tin anh thì đừng bao giờ nghi ngờ hết nha. Em nghĩ ra đi. Chẳng lẽ người giàu có đẹp trai như anh vậy đi ở với con nhỏ giúp việc còn sao được chứ? Hả? Em biết rồi. À Ngọc à, anh báo cho em một tin nha. Tin gì vậy? Em có còn nhớ cái dự án mà công ty mình đã cấp vốn để bà xây chung cư dành cho người nghèo không? Ừ. Người ta giao cho mình chào bán 10 căn đó. Vậy giờ anh đã bán được 5 căn rồi. Hả? Thiệt hả? Ừ. Anh thấy trong tháng 5 căn còn lại anh sẽ bán hết luôn. Ừ, vậy sao? Anh giỏi quá. Tất nhiên rồi. Anh mà không giỏi thì ai giỏi bằng anh chứ. Mà nè, đừng có tự đắc quá nha. Còn 5 căn nữa đó, anh lo bán cho nhanh đi. Sau đó mình còn làm việc khác nữa. Được rồi, tôi lệnh bà giám đốc. Trinh. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện lớn xảy ra. Chuyện gì vậy? Em nghĩ thử coi. Em là người mang nặng để đâu cho thằng An, mà có ai coi em là má nó đâu. Nhưng mà là chuyện gì? Hả? Anh mới nhận được tin thằng Dũng chồng cũ em á, vì muốn cứu uy tín của công ty ABC nên đã đem thằng An ra làm vật hy sinh. Vật hy sinh? Anh nói vậy nghĩa là sao? Thì thằng Dũng á, vì muốn che mắt của dư luận về cái mối quan hệ của nó với bà nội cha, nên anh đã đem chuyện hôn nhân của thằng An ra làm trò đùa. Nó đang bắt thằng nhỏ á phải đính hôn với con Bảo Trâm kia kìa. Cái gì? Có chuyện này nữa à? Tin tức của anh á chính xác 100%. Nếu như họ chấp nhận cho hai đứa nó lấy nhau, có nghĩa là con Bảo Trâm không phải là con ruột của ông Dũng. Đó. Như là em đã nghĩ. Anh rất bất ngờ về tin tức này. Như vậy là bao nhiêu năm qua em nghĩ quan cho chồng em chứ sao? Nghĩ quan cái gì mà nghĩ quan? Em thử nghĩ kỹ lại coi. Cái mối quan hệ đáng ngờ lén lút của tụi nó là có bằng chứng hẳn hoi. Mình đâu có đọc thiệt, có thật mà. Đúng không? Em á, không được để cho cái sự mềm lòng của em nó trỗi dậy rồi dễ dàng tha thứ cho nó hết chứ. Nhưng
Nhưng cái chuyện quan trọng trước mắt, không lẽ em cứ ngồi im nhìn thằng Nam nó cứ có phải tật nguyền cái sao? Chắc chắn là người đàn bà đó đã tìm cách uy hiếp cha con An, chứ không lẽ An lại đi yêu con nhỏ vậy? Thằng Dũng chỉ muốn dùng danh nghĩa xuôi gia để che mắt của thiên hạ, nhằm giúp công ty dễ dàng thoát qua khỏi cái chuyện đất đối. Ai dám đảm bảo sau này tụi nó sẽ không qua lại với nhau nữa? Không được, em không thể nào để cho thằng An cưới con bé đó được. Dù sao em cũng là má nó mà, em vẫn có quyền chấp nhận hay phản đối chuyện hôn nhân của con trai mình chứ. Đúng á, em làm sao thì làm, đừng có để mọi chuyện xong xuôi hết rồi thì rất khó ngăn cản chuyện của con Trâm với thằng An. Nên lúc đó mọi người sẽ nghĩ là lỗi tại em, đúng không? Lúc đó anh sợ là uy tín của gia Phúc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Em nên suy nghĩ kỹ lại đi nha. Được rồi, em biết là em sẽ phải làm gì.